Thi xin chào cả nhà, xin chào mọi cô chú đã trở lại với kênh của Mỹ Thi Cuộc Sống Pháp. Hôm nay Thi bận đồ đẹp nha cả nhà, đi ăn sinh nhật nha cả nhà. Hôm nay là sinh nhật của anh Ship và mẹ của ảnh. Gia đình của Thi là chuẩn bị mặc đồ tôm tắt hết trơn, chuẩn bị đi mà hơi sớm tí xíu, thành ra đi vòng vòng ở đây để tham quan khu rừng tới chơi cả nhà. Thôi là cũng chuẩn bị đi rồi cả nhà. Hôm nay là cả nhà sẽ đi cùng gia đình Thi nha cả nhà. Hôm nay là sẽ tổ chức ở trong một cái nhà hàng, mà nhà hàng châu Á ăn tiệc buffet á. Thì Thi sẽ quay phim là có thể thôi, có thể là tại vì á Thi không có biết là người ta có cho phép mình quay phim hay không, thành ra Thi cũng hỏi ý kiến. Tổng cộng hết trong cái bữa tiệc hôm nay là 17 người, bên gia đình anh Ship, Thi, anh Ship là tụi nhỏ, và gia đình của em của anh Ship, và gia đình của ba dượng của anh Ship nữa. Thành ra mình không có biết mình có thể mình quay được hay không, mà chắc chắn là Thi cũng quay cái khung cảnh ở trong cái nhà hàng, rồi quay gia đình của Thi. Thì cả nhà cùng gia đình của Thi đi ăn tiệc sinh nhật trong nhà hàng Á nha cả nhà. Cùng đi thôi. Là hả? Mà người ta cẩn thận xe con. Rồi, ông đi vâng, ông Nam không? À tốt. Quá là đây là trong cái chỗ mà gửi xe của cái nhà hàng đó cả nhà, rất là đông đó, nhà hàng này cả nhà. Nhà hàng này là của người Trung Quốc chứ không phải của người Việt Nam mình. Kìa, mami, papi kìa. Papi toujours là là les habits sportifs. Là pas chaud toi. Này, đi vào. Clara, đừng có lại gần chiếc xe. Đi đi vào trong đi. Rồi. Ê, tout le monde aime bien le restaurant chinois comme ça. Đông quá trời luôn cả nhà. Cuối tuần á thành ra rất 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 là đông. Đi đi vào trong đi. Thế vậy à. Nhà hàng này á là người 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 Pháp á, người ta đi vô đây người ta ăn nhiều hơn người châu Á của mình đó cả nhà. Tại vì ở đây chủ yếu là c'est tata, c'est ça? À papi. Salut papi. Quá trời đông luôn cả nhà. Tu veux ici, là-bas aussi, il y a beaucoup de choses. Attends, bon. Hein? Tu prends une assiette? Voilà. Qu'est-ce que tu veux, Clara? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ici, tu veux quelque chose? Hein? Ça. Voilà. Et puis, ça, il n'y a que la farine. Hein? Attends, on vient avec Elena. Ça va? T'arrives, Elena? T'arrives. Je t'aide au bas? Ici, qu'est-ce que tu veux? Nuggets. Nuggets, vas-y. Combien? Juste un. Un. Après, on prend l'autre plat. Ok. Voilà, merci. Maintenant, t'arrives tout ça, non? Ça va? Là, ici, des nouilles.
Have a petit peu de nouilles, hein? Oui. Toi aussi, tu veux des nouilles? Ouais. Tu peux passer plusieurs fois, hein? Con ăn hết nhiều đó xong rồi con lại con lấy nữa. Để đúng là phước nhiều fish. Đi. À con để mẹ mần coi cái này là gì vậy? Sốt sao? On va chercher encore quelque chose. On fait le tour à tour là-bas. Et on y va. Ici, Clara. Tu veux du riz? Ça c'est canard, hein, je pense. Elena, elle est où? Tu veux quelque chose? Non, c'est quoi ça? Non. Ça c'est du poulet. Pardon. Ouais. Tu veux du poulet? Poulet. Martha, tu veux ou pas? Ça a l'air bon ça. Hein? Hop là. Deux. Après. Et là, tu veux? Un. Voilà, c'est bon, on y va. Fais attention derrière toi. Đây là cái cây cerise nhà mẹ của anh sếp nè cả nhà ơi. Cây này rất là to, hồi năm rồi rất là nhiều trái luôn. À toàn. Nó có trái hơi chín chín rồi nè cả nhà. Ăn nó giống như trái mận vậy đó, khi mà nó chưa chín lắm á nha. Rất là ngon nha. Nè cả nhà thấy không, nhóc trái luôn nè. Chè Théo. Tu penses dans combien de semaines on peut manger? Deux, trois semaines? Cái cây này rất là lâu năm rồi nè cả nhà. Cái cây nó rất là to. À, cô bà. Oui, non, je filme. Une vidéo.
Oui, des cerises. Ça rouge. Oui, c'est ça. Si, ouais. Oui, bien mardi, mais je lui avais dit que je voulais faire, mais ça. Non, je ferai. Non, il n'a jamais fait, il ne fera pas. C'est quoi ça? 100 euros, moi j'ai trouvé. Ah, c'est des bonnes grâces. Oui. C'est 25 balles de l'heure. Hein. Pas bon, moi. Tu vas être malade. Pas trop. Non, juste goûter quelques fruits. Des broussailleuses et machins. Pas tort. T'imagines? Eh, 47 ans. Hein. 47 ans. Hein. 50 ans. 47 tuổi rồi cả nhà. Đây sinh nhật 47 tuổi nè. 47 ans. D'accord. 47 ans. D'accord. Attends, là 47 ans. 47 tuổi nè cả nhà, 47 tuổi là gương mặt như vậy. D'accord. À, này là 20 tuổi, anh nó 20 tuổi. Cầm bien. D'accord. Và 20 tuổi nè. Thấy không có thay đổi vậy. Change pas. Si là. Après si j'enlève là et voilà. Alors pas. Attends, je vais chercher quelques fruits. Đi hái cây trái cerise ăn nha cả nhà. Cerise nó chưa được chín lắm. Moi, les plantes, tu sont plus grands que moi. Quelles plantes? Trái nó nhỏ xíu. Hả? Moi, je suis un nain. Oh, pas bon. Oui. Tu vas avoir la chia si tu continues à manger des chemises vertes. Non, juste deux. C'est quoi avoir la chia? 47 ans. Ça c'est toi. Pour toi, c'est ça? Ça c'est pour moi, oui. Ok. Je me trompe, hein? C'est 47 ans. Aussi 767. Mais c'est sympa, mais je suis bien, je les plante dans le plat. N'y est pas. Plus que ta chien, hein? L'autre machine, hein? C'est bonne qualité. Đây là cái máy hút bụi mà nhà thầy mua tặng cho mẹ anh sếp đó. Cả nhà bây giờ là anh đang lắp ráp ở trong nhà của mẹ anh sếp. Mọi người thì đang ở ngoài vườn ăn bánh, rồi uống rượu. Nhà thầy ăn bánh uống rượu xong rồi bây giờ đi trong đây lắp ráp cái máy nè. Cái thùng quà hôm qua mà thầy với anh sếp ngồi gói nửa tiếng đồng hồ đó là cái máy hút bụi này nè ông bà cô chú. Thầy nè và anh sếp và em của anh sếp hùng với nhau mua cái máy này tặng mẹ ảnh nhân dịp cái ngày lễ của mẹ và ngày sinh nhật, là tổ chức cái lễ chung luôn. Là cả nhà biết tại sao mua cái máy này không? Tại vì á, mẹ của anh lúc này á, cũng lớn tuổi rồi. Mỗi lần mà thấy bà quét nhà, lau dọn nhà cửa xong mà thở hì hì á, thấy tội nghiệp lắm. Thành ra anh mới suy nghĩ ra, anh nói thôi, năm nay mua tặng cái gì có ý nghĩa tí xíu. Thì thành ra anh tìm anh mua cái máy này. Thì nó hơi mắc tiền tí xíu mà ba người hùng lại cũng không có nhiều. Nói chung thi nó thi hùng thôi chứ cũng có chút xíu à. Chủ yếu là ảnh với em gái của ảnh. Cái máy này nó rất là hiện đại cả nhà, là nó vừa hút bụi nè và nó lau nhà bằng nước nóng luôn, và sau khi lau nhà xong là nó tự chạy lại đó rồi nó thay nước cho mình luôn á, là nó thải đi cái nước dơ và bắt đầu nó thay cái nước mới, và nó định vị được cái bản đồ của cái nhà của mình. Sau đó là mình có thể mình yêu cầu nó là lau ở trong phòng khách thôi, hoặc là lau ở trong phòng bếp, hoặc là phòng ngủ, và mình có thể mình nói chuyện với nó. Nói chung là nó rất là tiện lợi luôn. Mà bây giờ hiện tại thì để thử coi nó chạy im hay không.